Cái này là đang đi lần đợt từ lần thứ ba. Đi qua bên anh nè. Cái này là trời khui đất khiến. Cái này tại chưa ăn chân gà. Ăn chân gà hoặc là ăn cánh gà. Nhờ chân gà với cánh gà buổi trưa. Đang. Đang. Đang ơi.